Xin chào tất cả mọi người nha. Ngày mới chúc mọi người có một ngày thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc nha. Đây, tiếp tục thăm bẫy nha mọi người. Đây, giỏ sạch. Để sạch đây. Lâu lắm rồi anh không có đặt bẫy nha mọi người. Ngoài sáng lạnh quá. Cái đầu tiên dính nha mọi người. Chuột cơm chừng dần luôn. Trời ơi, chuột cơm nó đã ghê. Đây chú cộng dính. Chúng ta hai con mọi người. Đúng rồi. Rồi cái này không có. Dạ. Dính đây nè. Đó. Đó chị mọi người. Đó quá, ba em rồi. Rồi bỏ vỏ. Cho mọi người xem. Này đẹp, này đẹp, bông đẹp ghê không? Cái này là hà thủ ô nha mọi người. Lá nó có mũ nè. Bông hà thủ ô đẹp ghê mọi người. Bự long thần. Bự hà thủ ô bự. Hết hồn. Ôi da, đàn em nhảy lung tung luôn. Ây da, cơm đó mọi người.
3 6 12 chân này nè. Cho mọi người xem có một bầy mệt dễ thương lắm, gửi con mọi người trống chạy à mọi người, đó, mọi người đó, mọi người con à, thấy cưng ghê không? Mẹ đâu không thấy. Thôi thả đi thăm bẫy tiếp mọi người, còn hai cái nữa.
À để đây. Để tháo cho mày qua đây nè. Rồi đi đi. Cái này nó nuôi khôn lắm nha mọi người. Thấy không? Thôi anh chạy rồi, anh chạy rồi. Chạy tôi trước luôn. Rồi, còn hai cái nữa, thầm tay xong mọi người. Ôi trời quá. Rồi còn cái nữa. Rồi cái cuối cùng rớt luôn. Điểm ngon quá mà dở. Rồi để lại cho mọi người xem kết quả nha. Đây kết quả nha mọi người. 1 em, 2 em, 3 em, 4 em, 5 em, 6 em, 7 em. Với 1 em bị ngập 7 chết. 8 con. Cái gì được 8 con. Chuột cũng mini rồi mọi người. Đã quá. Quá trời chuột cũng bự. Không thể tưởng tượng luôn. Thấy không? Còn nào nãy bự bự không hả mọi người? À, ký máy đã. Rồi giờ lấy nước vô túi chanh mọi người ơi. Rồi xin tạm biệt mọi người nha. Giờ lội xuống vỡ bọng. Lấy nước vô đằng tưới chanh nha mọi người.